và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là Thành Gì đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series đó chính là Plan vs Zombie 2 phiên bản Trung Quốc nhé. Và nếu anh em nào thích video này hãy lại cho mình một like cũng như là comment dưới video, nó sẽ là cơ hội rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa trong tương lai nhé. Và nếu video này được 500 like, ngày mai chúng ta sẽ có tập mới nhất của Plan vs Zombie 2 nha. Và rồi chúng ta sẽ bắt đầu nào, let's go anh em. Sao mình ấn nhầm cái này nhỉ? Anh em có 3 giây để like cho mình nè. 3, 2 và 1. Chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Mình sẽ về để mua thêm cây anh em ạ. Tất nhiên rồi. Mình sẽ mua thêm cây ở đâu đây? Chắc là mình sẽ mua thêm cây ở bên này. Mình sẽ mua cái hòm vàng này trước đi anh em. 2888 game. 2888 game. Có bowling. Chúng ta có bowling này. Có mảnh của Coconut, mảnh của Mission Toe, những cái con quen thuộc của mình khá là biết mặt. Electric Blueberry có thể lên được cấp độ cao nhất. Xem ví dụ như là cây bowling thì nó có khác gì so với cái bowling ở trong kia không. Nếu mà level 4 thường sẽ có skill gọi là mạnh hơn, chẳng hạn Repeater. Tiếp tục là mía tím thì nhiều, cây copy, cây striking violet, cây hoa thu nhỏ và tốc độ không. Cái này thì nó quá là quen thuộc với mình rồi, nó cũng không có gì được quá là ấy cả, quá là ghê gớm cả. Rồi chúng ta sẽ có gì đây? Chúng ta sẽ có một vài thứ nữa. Đấy, rồi ok, chúng ta sẽ có đấm bốc. Đấy, nhìn chung là toàn vẫn khỏe. Có Sichuan này mà lên cấp độ cao nhất thì sẽ như thế nào nhỉ? Không biết được. Nhạc DJ. Tiếp theo là con gì? Tiếp theo là con Wukong. Đấy. Và chúng ta sẽ có hoa, bông hoa ở bên này. Gì đây anh em? Ớt, đây quả ớt rồng. Hình như rồng để lên cấp anh em. Hình như có thể rồng lên cấp 5 thì phải. Chúng ta cùng xem rồng có thể lên cấp 5 được không nhá. Chúng ta mua khá là nhiều những cái hòm vàng đấy, những cái hòm xịn đấy. Và hình như rồng có thể lên cấp 5 được thì phải. Cùng chờ xem rồng của mình đâu nhỉ. Rồng của chúng ta không phải rồng này, không phải Snapdragon, mà nó là con rồng hẳn hoi cơ. Và chúng ta mình anh à tôi cũng không biết cây này là cây gọi là con gì, thuộc cái loại cây gì. Rồng thì biết là con rồng rồi, nhưng mà nó là cây gì thì mới chính xác nhất. Nó đâu nhỉ? Cái này mình chưa test bao giờ này anh em đúng không? Ok, thử test cái này đi. Test cái này đi anh em ơi. Nha. Không lên cấp được tại vì không đủ mảnh. Rồi chúng ta sẽ vào đâu đây? Tôi sẽ vào đâu đây nhỉ? Để cho nó đây. Trời ơi, nhầm, chơi luôn màn này đi cũng được. Màn này nó khá là dễ. Chết tiệt, ấn nhầm anh em. Gớm thật sự luôn. Rồi chơi luôn màn này đi. Chơi luôn màn số muốn chơi màn số 6 thì phải chơi cái màn số 5 đầu tiên. Đấy, đây chính là yêu cầu của nó. Chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ tôi sẽ tấn công theo kiểu gì đây? Mình sẽ bỏ hết tất cả những cây đi này. Dĩ nhiên rồi, mình sẽ chọn những cái cây mà mình có thể chơi được. Không như thế phải mấy cái kia đúng không? Cây băng anh em nhé, cây băng mình chưa test bao giờ cả hai con này. Nhưng mà nhìn chung là có vẻ như là hình khá là yếu thật nhỉ? Yeah. Ếch hộ thuẫn này. Thêm một con gì đó mạnh mạnh một tí xíu là chúng ta sẽ ăn thôi. Thêm hai con mạnh nữa đi. Mission Toe này. Con này hơi yếu. Con gì nhỉ? Mission Toe với con này là một mà. Rồi Electric Beer. Cái gì đây? Để làm gì? Thế nó bảo là cần một cái lớp cua, lớp giáp trước gì đó để cảnh báo lại hoặc là slow. Nhưng mà mình cũng cần đấy đâu, mình chẳng cần luôn. Đấy, con này sẽ tạo ra băng nha anh em. Sao nó bé thế nhở? Bé tí luôn anh em. Ý, chà chà chà.
làm gì đây? Nhìn cái đội hình lúc này như nó khá là củ chuối à. Bắn kiểu gì nhở? Chưa hiểu tác dụng của cái con này cho lắm. Sẽ bắn ở trong tổng khoảng mấy ô ta? Ok. Đấy. Khi mà vào gần thì nó mới sẽ có bắn được ra ba hướng nhau. Nhưng cũng hơi yếu. Thử ăn plant food cho cái con này xem. Thì khá là buồn cười. Ai chà, nó kiểu là máy bắn bóng ấy nhỉ. Máy bắn bóng mà. Chính xác nó máy bắn bóng. Cái con này không làm gì à? Yếu quá. Đấy, tạo ra hai cái vụ nổ băng siêu lớn luôn. Con này sẽ ăn thêm và lấy thêm san. Và cây giờ sấm sét hiện tại của mình cũng đang khá là yếu. Khi nó ăn xong nó sẽ lấy được rồi. Rồi, cho sẽ đưa con báo trước. Con báo cực kỳ nguy hiểm. Mình nhưng vẫn quên là không để cái tăng tốc độ nhanh rồi. Quên không mua vít tăng độ nhanh à. Chết rồi. Chết rồi. Từ. Ăn được cả cây kia rồi kìa, mà từ cái ếch gì nữa. Nó cực kỳ yếu luôn. Bắn đi anh em ơi. Chưa rồi. Quá khẩn cấp. Khỏe quá nhở. Cái máy đấy nha, nếu mà người ta không sử dụng cái máy đấy là rất là mệt, là chúng ta sẽ mất thẳng một tơn luôn thì phải. Người tuyết kia, tuyết kia, cái này sẽ ăn nhiều hơn, ăn xa hơn. Đấy, còn nó sẽ nhả chúng ta rất nhiều xa. Con này, đấy, anh nhận thế này, chỉ cần thế thôi anh em, đơn giản quá phải không? Có biết được đâu, nghe con này không? Được anh em ạ. Được. Chúng ta phải phá cái lớp giáp này ra. Để ăn nó anh em. Khỏe quá. Rồi, đây là biến thành cái con người tuyết thôi. Chết rồi à. Thôi anh em ơi, chúng ta sẽ còn một cái hàng cầm xô ở phía sau nữa. Nó khá là trâu. Châu rồi, giết chết cái cây được rồi. Thế nào đây? Chỉ ghê nhở. Cái cây nhỏ nhỏ này nó chưa có tác dụng được nhiều. Rồi đấy. Rồi, chúng ta chiến đấu với anh em. Ôi, chưa rồi. Chết rồi. Không ăn nổi luôn. Ui dồi, chưa rồi. Được anh em, vẫn cho ếch vào là mọi chuyện giải quyết rất là nhẹ nhàng và êm đẹp, êm thấm rồi. Yes, ok. Chúng ta sẽ được một cái hòm vàng ở đây. Nhưng mà cái hòm vàng này thật sự là mình cũng... thật ra là mình không cần cái hòm vàng này một chút nào cả. Khá là tệ. Không có khí gì trong đấy cả ấy. Có lẽ là tôi sẽ đi mua thêm vài cái thời trang để kiếm cái thời trang cho hai con kia cả ấy. Và đây là sẽ mua thêm game trước nhá. Game thì đây sẽ là cái mức cao nhất sẽ là 7.500. Thì cho lên 50.000. Rồi, chúng ta 50.000 vàng. Và mua cái này thì chỉ có 10.000 thôi. Mua được 5 lần. Có phải 10.000 không? Chỉ sao như vậy ạ? Không có cái mũ mình cần anh em ạ. Khá là đen đủ là vì không có cái mũ mình cần. Ở trong có chữ quốc gì đây? Ấn vào tí là đi ra ngoài. Nó toàn cái vòng cổ mình cho con mèo hay con gì đó. Có cái đồ mới đó chứ, cái kính mắt dành cho con phi công. Chắc chắn rồi. Có. Có anh em ạ, hoặc là nó ở trong cái hòm nào đấy chăng? Thế là mình
thử mở nốt một hòm nhá. Một cái nơ, không biết là con của nào. Con đấy. Rồi ok, chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập tiếp nhá. Bye bye.